À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phần hoạt động khám phá 5 trang 8 có nội dung là cho tỷ lệ thức 3/7 bằng 9/21. Hãy tính tỷ số 3 + 9/7 + 21 và 3 - 9/7 - 21 rồi so sánh chúng với các tỷ số trong tỷ lệ thức đã cho. Thì ở đây thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính ở từ và ở mẫu của mỗi phân số, xong rồi là chúng ta sẽ đi so sánh xem thử là kết quả như thế nào với nhau nhé. Thì ở đây này, thực hiện phép tính thì đơn giản rồi đúng không nào? 3 + 9 là 12, 7 + 21 là 28 này. Thì ở đây chúng ta sẽ đi rút gọn. Rút gọn là chia cả từ và mẫu cho 4 thì được kết quả là 3/7. Tiếp theo phép tính trừ. Phép tính trừ thì ở đây là chúng ta sẽ tính này là 3 - 9 là bằng -6 này. 7 - 21 sẽ là -14. -6 / -14 sẽ là bằng 6/14. Và đến đây chúng ta sẽ đi rút gọn bằng cách là chia cả từ và mẫu cho 2 và được kết quả là 3/7. Thì từ đây ta thấy là cả hai phân số này đều bằng nhau và đều bằng 3/7. Được chưa nào? Vậy thì ta kết luận là vậy tỷ số 3/3 + 9/7 + 21 sẽ là bằng và tỷ lệ là 3 - 9/7 - 21 là bằng tỷ số trong tỷ lệ thức đã cho. Khóa học về rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.